Này xoài, hôm nọ thằng Tẹo mách mẹ tớ là tớ hay ngủ gật và bị thầy đồ phạt trong lớp, khiến tớ bị mẹ đánh. Tớ phải làm gì với nó bây giờ? Theo tớ, cậu hãy lắng nghe trái tim mình mách bảo. Tớ hiểu rồi. Ôi giời ơi, quá đáng lắm rồi, dám đánh bạn nữa à? Thì con nghe con tim mình mách bảo nên con mới bụp nó đấy chứ. Đi, đi tới nhà thầy đồ để mẹ hỏi xem thầy dạy dỗ con kiểu gì. Ở nhà thì ăn vụng, ra đường thì đánh bạn thế này à? Cha không biết thầy đồ dạy con thế nào, về nhà lại nói dối cha mẹ, giấu dốt, lại còn ăn cắp tiền của cha. Tiền cha giấu chỗ nào cũng biết. Ôi cha, cha ơi, con biết lỗi rồi. Cha sẽ đưa con sang nhà thầy đồ để hỏi xem thầy dạy con như thế nào mà càng ngày càng hư thế này. Thầy đồ, thầy xem lại xem thầy dạy cháu mít mật nhà tôi thế nào mà về nhà càng ngày càng hư, ăn vụng, học dốt, đánh bạn bè. Chị cứ bình tĩnh lại đã. Thầy đồ đây rồi, thầy xem lại cách dạy của thầy đi. Thằng xoài nhà tôi giờ về nhà toàn nói dối, chưa kể là ăn cắp tiền của tôi nữa. Mọi người cứ bình tĩnh lại. Bình tĩnh làm sao được? Các anh các chị làm cha mẹ không dạy được con lại đổ hết cho thầy. Mọi người bình tĩnh để tôi hỏi sự thể từng học trò đã. Thầy muốn làm sao? Thầy làm con tôi hư là do thầy đấy. Đúng rồi, con tôi hư cũng là do thầy hết. Bây giờ thầy hỏi mít mật nhé. Ở nhà mẹ cho thường dạy bảo cho những gì? Dạ, mẹ cho chỉ bảo là mẹ biết sức học của con rồi, nên là trước sau gì mẹ cũng để lại quán ăn này cho con làm chủ thôi. Thì mẹ có mỗi mình con, thì sau này không của con thì của ai nữa? Nên chính vì thế, con đâu cần phải học gì nhiều ạ. Đằng nào cũng được làm ông chủ quán cơm của mẹ cho cơ mà. Nhưng mẹ không dạy con thói ăn vụng, thói đánh bạn bè. Con thấy mỗi lần nấu ăn, mẹ chẳng nếm trước thức ăn, nên con học. Thi thoảng mẹ tức giận lên, mẹ toàn đánh con, thì con tức thằng kia, con chẳng đánh nó à. Thế con cho xoài, cha mẹ trò ở nhà thường chỉ bảo gì học trò? Thưa thầy, cha mẹ trò chỉ bảo phải nhanh nhạy lên, đi tắt đón đầu. Muốn làm giàu thì phải biết mánh mung, không á thì trâu chậm uống nước đục. Đời cha đã giàu, đời con phải giàu hơn nữa. Thì đúng cha nói như thế với con, nhưng cha không dạy con thói ăn cắp, ăn trộm tiền của người lớn đâu nhá. Nhiều lần con chẳng thấy cha lấy trộm tiền của mẹ hai để đi chơi đấy thôi. Cái tốt đẹp của cha không học, học thói hư của cha là nhanh. Con ơi là con. Thế thì tôi hiểu mọi chuyện rồi. Tức là thầy nhận sai trong cách dạy con chúng tôi à? Tiền chúng tôi đóng cho thầy không thiếu tí nào. Vậy mà thầy... Cha mẹ không dạy con bằng lời nói, nhưng bằng hành động đấy. Cha mẹ cũng chính là tấm gương để bọn trẻ học tập. Nên các anh, các chị phải làm gương cho các con thì chúng nó mới khá lên được. Tức là chúng tôi phải làm gương cho con á? Thầy thấy đấy, tôi đầu tắt mặt tối, mọi sự đều trông ở thầy. Thời gian ở lớp của các trò rất ít. Trong khi đấy, tôi quán xuyến hơn chục đứa học trò. Dành được cho trò này, sẽ mất trò kia. Thế nên, trước khi đến học thầy, các trò đã phải được cha mẹ giáo dục tại nhà từ việc nhỏ nhất, từ nết ăn, nết ở, cách đối nhân xử thế với mọi người. Trách nhiệm của thầy, ngoài dạy chữ, còn bồi đắp trên cơ sở những gì cha mẹ đã dạy con. Chứ thầy không thể làm thay trách nhiệm của cha mẹ các học trò được. Thầy đồ nói cũng có lý. Cái câu con hư tại mẹ cũng đúng. Có lẽ là một phần do tôi nữa. Cũng cả do tôi dạy con không tốt nữa. Cứ nhét tư tưởng của mình vào đầu chúng nó. Thế giờ chúng con phải học tập và nghe lời ai ạ? Thế có phải học cách nhanh chân để khỏi trâu chậm uống nước đục không ạ? Hai trò nghe đây. Hai trò phải tích cực học tập tốt, có học thì mới nên người và giúp ích cho xã hội, cho đất nước được. Học những thứ tốt đẹp nhất, không được học thói mánh mung, lươn lẹo, dối trá, thói bắt nạt bạn bè, ăn vụng, nhớ chưa? Chúng con nhớ rồi ạ. Tốt, thế nhắc cha mẹ chuẩn bị nộp phạt vì đã đổ tiếng oan cho thầy. Hả? Tôi đùa đấy. Thank you.
chuyện gì thế cháu? Bác đánh rơi tiền này, cháu gửi lại bác ạ. Ôi, cháu ngoan quá, bác cảm ơn nhá. May mà có cháu, chứ không thì... Con tôi đấy ông ạ. Con trai ông ngoan ngoãn quá, sau này ắt cháu nó sẽ thành công. Cảm ơn ông. Cháu cảm ơn bác ạ. Con ơi là con, sao con của cha mà không giống tính cha chút nào là sao? Là sao hả cha? Cha đã dặn con như thế nào, nhặt được của rơi phải mang về nhà. Nhưng mà cha ơi, thầy con đã dạy nhặt được của rơi phải trả lại người đã mất. Mang tiếng là con của phú ông mà con chẳng khôn ra chút nào. Con ơi là con. Nhưng nhà mình giàu rồi mà cha. Con có lớn mà không có khôn. Sau này, hễ cứ nhặt được cái gì cũng phải mang về nhà rồi nói với cha, nghe chưa? Dạ vâng ạ. Thôi, cha mình bảo nhặt cái gì cũng phải mang về nhà. Mình sẽ mang chìa khóa này về nhà cho cha. Nào, có chuyện gì nói đi, ta không có nhiều thời gian đâu. Dạ bẩm quan lớn, hôm nọ có một vị thương gia ghé qua nhà con và tặng cho con một con tỳ hưu bằng vàng, rất quý, lại cổ nữa. Bổn phận là con dân, con nghĩ quan là phụ mẫu của dân, nên nay con mạn phép mang con tỳ hưu quý này lên dâng quan ạ. À thế à? Vâng, để con mở cho quan lớn được chiêm ngưỡng con tỷ hưu có 102 này ạ. Này, con có thấy chìa khóa của cha đâu không? Không cha, từ lúc cha cầm cái cháp này, con không thấy cái chìa khóa nào rơi ra cả. Sao mà lâu thế? Ta không có thời gian cho mấy chuyện này đâu nhá. Bẩm quan lớn, con đang tìm chìa khóa để mở cái cháp này ạ. Có phải người đang đùa ta không đấy? Bẩm quan lớn, con đâu dám đùa ạ. Mất thì giờ với nhà ngươi quá đấy. Xin quan lớn chờ con trong giây lát ạ. Sao ngươi nói con tỳ hưu này là vàng mà vừa rơi xuống đã vỡ tan tành thế này? Ngươi đùa ta à? Bẩm quan, đây là cư con. Lính đâu, lôi gã này ra đánh 100 hèo cho ta vì tội nói láo. Xin quan lớn tha tội, xin quan lớn tha tội ạ. Ui da, nhẹ thôi, ta xót quá ạ. Ui. Mà này cha, cha có biết chìa khóa ở đâu không? Ta mà biết nó ở đâu thì đã không bị đánh đòn như thế này. Đây này cha ơi. Hả? Ở đâu ra đây? Thì con nhặt được ở ngoài đường lúc cha mắng con đấy. Thế sao không đưa cho cha ngay lúc ấy hả? Thì cha bảo nhặt được cái gì cũng phải mang về nhà nói cho cha mà. Ôi giời ơi, con ơi là con, sao con ăn gì mà ngu thế không biết. À, ôi dù